phật nói chỉ chứng mới biết quý vị chứng đắc liền biết được làm sao chứng đắc buông bỏ buông bỏ khởi tâm động niệm phân biệt chập trượt quý vị chỉ cần buông bỏ quý vị liền thấy được đại triệt đại ngộ minh tâm kiện tánh không có gì khác chính là buông bỏ khởi tâm động niệm Họ liền thấy được chân tướng Giống như Huệ Năng Đại Sư nói Điều này nói rất đơn giản Chân tướng là gì? Dũng tự thanh tịnh Tự tánh chính là chân tâm Chính là căn nguyên của bản thân Ta từ đầu đến Tự tánh biến hiện Vũ trụ từ đâu đến Cũng từ tự tánh biến hiện ra sau khi vào cảnh giới này rồi mới biết được vũ trụ và bản thân là một thể chưa nhìn thấy cảnh giới này không biết được chúng ta ngày nay là nghe phật giảng kinh bản thân chưa chứng đắc phật nói với chúng ta buông bỏ liền chứng đắc bắt đầu buông từ đâu bắt đầu buông từ thân sự chấp trước này nghiêm trọng nhất sau khi thực sự hiểu rõ rồi thân không phải là bản thân thân này không phải là ta thân có sanh tử ta không có sanh tử người học phật trước hết quý vị phải nhận biết được điều này Thân là gì? Thân là thứ ta có, giống như áo quần vậy. Y phục là thứ ta có, y phục không phải là ta. Sâu hơn chút nữa, thân thể không phải ta. Linh tánh là ta. Thân có sanh diệt, linh tánh không có sanh diệt. Thân có nhiễm ô, linh tánh không có nhiễm ô. Thân có đào đường Linh tánh không có đào đường à, Nếu như quý vị thật sự hiểu được Chân tướng sự thật Điều chỉnh thân thể thì rất đơn giản Không phiền phức chút nào Không những điều chỉnh thân thể Mà là việc nhẹ nhàng Tai nạn trên trái đất này Cũng nhẹ nhàng liền quá giải được nó Vì sao vậy? Vì trái đất là hiện tượng vật chất Hiện tượng vật chất từ tâm tưởng sanh Chỉ cần điều chỉnh tâm tưởng cho tốt Tất cả vấn đề đều được giải quyết hết